Giữa lúc Hữu Tín bị bắt, Ngọc Sơn nói thẳng về giới nghệ sĩ sử dụng chất cấm khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Mới đây chia sẻ với Dân Việt, danh ca Ngọc Sơn đã có những chia sẻ của bản thân mình về vấn đề nghệ sĩ sử dụng chất kích thích. Theo đó, khi được phóng viên đặt câu hỏi là thầy có rất nhiều học trò, anh sẽ cảm thấy thế nào và ứng xử ra sao nếu một ngày nào đó anh biết trong số các học trò của mình dính dáng đến chuyện sử dụng chất kích thích. Danh ca Ngọc Sơn cho biết, người ta thường nói giới nghệ sĩ thì phải phối pha một tí. Tuy nhiên, theo Ngọc Sơn điều đó là hoàn toàn không đúng. Bản thân nam ca sĩ đã đi qua rất nhiều giai đoạn trong cuộc đời và gần như trải nghiệm hết mọi thứ trong cuộc sống. Tuy nhiên, Ngọc Sơn vẫn chính là mình. Và anh luôn khoe mình khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Nhờ năng lượng đó mà khi lên sân khấu, tôi không chỉ có hát mà còn nhảy vũ đạo nữa, không thua kém ai. Nhiều người hỏi tôi có mệt hay không khi nhảy nhiều như thế, nhưng tôi không mệt. Nhảy cũng là một cách để mình tập luyện thể hình và rèn luyện thân thể. Nhiều khi nhảy trên sân khấu chưa đủ, về nhà phải tập tạ thêm mới đủ, Ngọc Sơn cho hay. Theo Ngọc Sơn, con người khó nhất là chiến thắng chính mình. Ở độ tuổi đôi mươi, 30 rất khó tránh khỏi cám dỗ, nhất là vụ tứ đổ tường, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút chích. Bản thân anh may mắn khi đã vượt qua những chặng đường khó khăn. Nam ca sĩ cho biết, trong cuộc sống rất khó tránh khỏi, tuy nhiên người nghệ sĩ luôn phải giữ được tinh thần tỉnh táo và không nên dính vào những thứ tứ đổ tường đó. Nam danh ca thẳng thắn chia sẻ, đã dính vào chất phôi pha, rồi thì chỉ có đi xuống địa ngục chứ làm sao mà thăng hoa nổi. Có người bảo, Ngọc Sơn ơi, bây giờ đã có tất cả rồi, nghỉ ngơi, hưởng thụ tí đi. Tôi bảo, hưởng thụ cái gì? Không nên chút nào. Ngay khi thông tin được đăng tải, nhiều người cho rằng những chia sẻ của Ngọc Sơn vô cùng đúng đắn. Sau khi sự việc Hữu Tín xảy ra, một số khán giả còn cho rằng trong giới showbiz vẫn còn ẩn chứa bí mật nào đó liên quan đến việc các nghệ sĩ đã sử dụng chất cấm. Một số bình luận của khán giả, nghệ sĩ nào chẳng từng chơi. Giới nghệ sĩ phải bước qua thử thách này vì nó quyến rũ, hấp dẫn, dư tiền rửng mỡ, có người bước qua cũng có người ngã xuống. Ủng hộ anh ba Ngọc Sơn, sự việc của Hữu Tín là một lời cảnh tình cho giới nghệ sĩ. Những ngày vừa qua, cả showbiz rúng động trước thông tin Hữu Tín bị bắt và bị khởi tố vì sử dụng chất cấm. Nam nghệ sĩ bị phát hiện trong phòng ngủ căn hộ có một đĩa sành chứa tinh thể màu trắng và hai gói ni lông chứa 11 viên nén nghi là ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, trong căn hộ có 6 người bao gồm Trần Trúc Anh, Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm, Nguyễn Thị Xuân Thanh và Dương Ngọc Thái Huyền. Những người này có độ tuổi từ 18 đến 35. Thông tin Trần Hữu Tín chính thức bị khởi tố bắt tạm giam nhanh chóng được cư dân mạng lan truyền và bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người đồng tình với cách làm việc của cơ quan chức năng khi xử lý đúng người, đúng tội.